Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với kênh review chi tiết trên kênh của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về sản phẩm bánh xe đồ chơi. Đây là một loại bánh xe đồ chơi được thiết kế rất là tinh xảo với đường viền với đường cái lốp bằng cao su và rất là giống thật. Loại lốp xe đồ chơi này được sản xuất phía bên ngoài là nhựa cứng này, đó, màu vàng và cái lốp cao su màu đen. Sản phẩm này là sản phẩm trời ơi, cái này chúng ta bị mù màu à. Ngân sinh tháng mấy? Em 15 tháng 1. Rất là đẹp trước anh rồi đó. Đâu mà đẹp trước anh? Ai bảo chị năm 92 à? 93 hả? 15 tháng 1, 93. Ai là 992. Ôi sao là anh cũng 93 đâu? Hả? Anh 92. Anh 90. Sao anh nhớ là anh bảo là anh 93 nhỉ ta? Anh 90. Ôi tưởng anh 92. 92. Tôi tưởng anh lòng hết. Hôm đầu rõ ràng giới thiệu là 93 rõ ràng. 93 đâu? Không, hôm đó anh bảo em anh 90. Anh 93. Anh 90. Anh thảo láo. Anh thảo láo. Không tin, nhưng mà có tin. Trời, anh là cái thằng đáng tin nhất ở cái văn phòng này. Thôi, không hề đáng tin một tí. Chả thế. Thật là nguyên liệu. Giống như mấy cái con lươn này. Con lươn à? Em mấy con lươn. À, nó đang nhắc đến mấy con lươn. Nó đang nhắc đến mấy con lươn. Ủa? Ý là gì nhỉ? Ở gần đây có chỗ nào có bán lươn không mà nhắc lươn ta? Lươn à? Ở chỗ đây thì em không biết, nhưng mà em chỉ biết có mấy quán sáu lươn thôi. Nhà em ở chỗ nào? Chỗ nào chủ sơ? Em ở Dân Quyền. Dân Quyền. Nơi có dân quyền rất là cao. Chị trước làm với tổng quán 7 tháng nhiều chủ Sơn ấy. Ở công ty à? Ừ. Công ty ở chỗ Sơn nhiều công ty lắm. Đó, bà nó làm cùng người Triệu Sơn, đúng không? Vậy là làm ở Triệu Sơn. Giờ quảng cáo Triệu Sơn mình nhiều công ty lắm. Đâu, làm với nhiều người ở Triệu Sơn ấy. Cái gì đã quảng cáo của công ty em nhiều chuyện nhiều công ty lắm. Triệu Sơn nhiều công ty mà ai cũng biết đâu. Cứ nhắc đến Triệu Sơn là Triệu Sơn có bao nhiêu phần đầu. Có nhiều công ty lắm. Mới bằng một nửa của Thọ Xuân. Em không đồng lợi không? Có đồng lợi nhưng mà hơi xa cho em. Ở chỗ em là gần thành phố hơn hay đồng lợi gần thành phố rồi? Đồng lợi em chưa qua đồng lợi đâu, em chỉ biết là nó xa hơn chỗ em thôi. Thế thì nữa. Là em tính từ nhà em lên thành phố thì nó gần hơn hay đồng lợi gần hơn? Vì chị thấy Triệu Sơn nó còn tùy theo cái tuyến đường đấy em ạ.
Nếu mà tuyến đường của Đồng Lợi nó đi dọc theo cái đường kia thì nó sẽ gần hơn, còn bên là nếu mà nó đi vòng từ từ bên, giáp với bọn này thì nó sẽ nó dài hơn. Anh đi về quê cũng phải đi ngang qua Triệu Sơn đúng không? Ừ. Đấy, nên là anh hiểu rõ lắm. Đúng rồi, anh đi về quê cũng phải đi ngang qua Triệu Sơn. Anh phải đi ngang qua Triệu Sơn mà. Vậy anh đừng có lắng với nó nha. Hốt luôn như là ngồi một mình láo. Anh hôm nào mà anh thử đi qua Triệu Sơn thôi. Trời ơi, ngày nào lần nào về anh chả đi qua. Thì bây giờ hôm nào anh đi qua mà anh gọi em ngon. Em định hốt anh luôn à? Không, làm chi. Hốt về mất công. Rồi ra phải xúc đi ra chỗ khác chứ. Trời ơi, xúc. Thì anh đang đi trên đường mất gì mà phải xúc. Một là mới hốt anh về chứ còn hai là rồi là mới để cho anh đi chứ mất gì mình phải xúc đi nè. Xúc đi mất công nha. Hốt về để làm cái gì? Mới làm gì mới làm. Không, gọi người ra đấm thôi chứ còn chưa? Nguy hiểm lắm. Nó nhỏ là gọi người ra đấm luôn. Cho nên là phải ngoan vào. Rồi ngoan đi. Ngoan, ngoan lắm luôn. Rồi. Bây giờ rút ngắn tình cảm ngắn nhất là đúng không em? Qua đường đến tại đây đúng không? Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.